Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong BeeSwarm Simulator. Có rất nhiều bạn nói với mình anh ơi làm một cái series hướng dẫn cho newbie đi, những người mới chơi từ game BeeSwarm nên làm như thế nào. Thì mình cũng định làm rồi nhưng mà sắp tới BeeMart năm 2021. Cái sự kiện BeeMart năm nay có rất nhiều cập nhật khiến cho những người mới chơi chơi game rất dễ. Cho nên mình nghĩ là khi BeeMart ra mắt rồi, sau khi truyền tải với bạn những nội dung liên quan tới BeeMart, thì mình sẽ làm một cái series cho những người gọi là newbie mới bắt đầu chơi sẽ chơi thế nào ha. Nhưng mà hôm nay riêng trong video này mình sẽ đưa ra một cái ý kiến cá nhân về thứ tự những con ong các bạn mua bằng ticket. Trong cái lèo này á, các bạn dùng ticket, các bạn đi farm ticket ha, thì sẽ có tỷ lệ, các bạn đi farm ticket, khi mà đủ số lượng ticket rồi á, có những con ong các bạn có thể đổi được trong này. Con này tên gì ta? Bubby B, Photon B. Con gấu này thôi bỏ đi nha. Hiện tại con gấu này vẫn khá là phế, chưa thấy có một cái dấu hiệu gì đó. Hãy biết nói tương lai sẽ cho con gấu này nó xịn sò hơn. Rồi mình có con Tap BB nè, Fat Tail B nè, cặp ong siêu nhân ha. Ong đỏ là Crimson B, ong xanh là Coban B. Đó, thì những con ong này nên mua con ong nào trước? Mình nhận rất nhiều câu hỏi như vậy. Thì đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, các bạn có thể đồng ý hoặc là không đồng ý. Khi mình chọn thứ tự, mình sẽ giải thích cho các bạn về chức năng của nó, lý do tại sao mình xếp nó ưu tiên. Không phải nhiêu đó con ong là hết nha, trong tựa game này còn một vài con ong nữa như là con Gummy B nè. Đây, con Gummy B này á, các bạn sẽ sử dụng 2500 gum rub thì phải. Với lại một con nữa là Visip B. Đây, Visip B là 250 Stinger. Mấy cái này thì từ từ cũng được ha, mình chỉ nói vấn đề về những cái con ong mà các bạn mua bằng ticket thôi. À thì hiện tại trong game này có một cái code mới nha. Tựa game BeeSwarm vừa đạt cột mốc là 10 triệu thành viên trong Roblox, một trong những group Roblox lớn mạnh nhất trên 10 triệu thành viên. Thì admin cho mình một cái code tên là 10M Member. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt những con quái nè, tiêu diệt sói nè, tiêu diệt cấu đường hầm nè. Đó, mỗi ngày chơi BeeSwarm thì cứ như vậy thôi. Các bạn newbie, các bạn mới chơi thì cũng như vậy ha. Oh yeah, một con Mondo Chick vừa xuất hiện trên núi. Wow. Sắp tới thì admin sẽ bỏ con Mondo Chick nha. Khả năng rất là cao admin sẽ thay bằng một con quái khác. Còn con quái gì thì chưa biết nhưng mà chắc chắn admin sẽ thay đổi rồi. Rồi bây giờ mình lên mình tiêu diệt cái con này là xong ha. Thường thì con này cho mình là 15 ticket, 10-15 ticket. Cấp 9 nha các bạn. Cấp 9 thì các bạn cần phải có khoảng tầm 35 con ong từ cấp 10 trở lên thì vì con này nó mới ok. Ngày hôm nay thì mình không có farm nhiều cho nên mình vô server thường ha. Chứ thường thường mình farm mình vô server VIP tại vì nó đỡ lắc hơn. Khi bạn có được 500 ticket đầu đời, tại vì những con ong này đa số là 500, có hai con này là 250 thôi, tại vì nó một cặp mà. Thì cái con ong đầu tiên bạn nên mua khi dùng 500 ticket là cặp đôi siêu nhân Crimson Bee và Coban Bee. Tiếp theo đó các bạn nên chọn con gì, một trong hai con này, Tap BB hoặc Photon Bee, con nào cũng được. Lát mình giải thích thì các bạn sẽ có sự lựa chọn riêng cho mình. Tiếp theo đó nữa, 500 ticket nữa mình sẽ mua con Fat Tail Bee. Và cuối cùng là cái con Puppy Bee, ông chó là mua cuối cùng nha. Còn con gấu này đương nhiên mua cuối cùng rồi, hoặc là các bạn đợi BeeMart năm nay. Thường là BeeMart các bạn sẽ có thể mua được cái con gấu này, cũng như là con Fat Tail Bee. Có nhiệm vụ bạn, hỗ trợ nhiệm vụ cho các bạn có thể kiếm được ha. Ok, đây con Mondo Chick nè các bạn. Thôi để các bạn tiêu diệt đi ha, mình không có farm đâu. Mình sẽ đi búp sử dụng cái boost. Nó cho mình là 20%, 200% từ cánh đồng Pineapple Tree. Hiện tại mình đang mang cái mặt nạ đỏ ha, cho nên mình sẽ vô đây mình búp thêm cái màu đỏ nữa. Nó cho mình bao nhiêu? Wow, 300% từ cánh đồng Mushroom. Khá là xịn sò combo luôn. À, quên mất tiêu. Phải giữ lời hứa chứ. 800 Robux các bạn, mua gói pack này. Nó cho mình 100 ticket, 10 Micro Conventor, 5 Blue. Rồi ok, mình vừa mua. Hy vọng mai sẽ để lại một like cho video này và đăng ký kênh nếu bạn người mới. Thank you so much. Rồi bây giờ mình sẽ bật qua cái chế độ này ha, vừa farm và vừa nói cho các bạn biết. Cái đầu tiên mình nói với các bạn á, là mình mua cặp ong siêu nhân đúng chưa? Mình sẽ lướt sơ qua về ong siêu nhân nha. Mình chọn ví dụ một con ong xanh đi. Thì ong siêu nhân này có hai màu, con màu xanh, con màu đỏ, tương đương với Ruby và Red Bee, gọi là team xanh và team đỏ đấy. Hai con này nó giống y chang nhau à, nó chỉ khác cái màu của nhau thôi. Nó sẽ có một tuyệt chiêu tên là Pools. Thì cái Pool là gì? Cái Pool này nó giúp các bạn farm cái màu hoa của nó nhiều hơn. Hiểu đơn giản như vậy ha. Con Crimson Bee cũng như vậy. Tuyệt chiêu thứ hai nó là Blue Bomb Seed, tức là đồng bộ hóa những cái hoa cho Blue Bomb collect hoa từ White Flower. Khi các bạn có một cái tuyệt chiêu là Blue Bomb Seed đồng bộ hóa, cái bom nó là màu xanh, nhưng mà khi bạn farm hoa trắng thì nó cũng sẽ nổ trên hoa trắng luôn. Nó sẽ đồng bộ với màu trắng. Bạn farm hoa trắng cũng tương đương bạn farm hoa xanh, bạn hiểu không? Và khi các bạn có một cặp, tức là bạn có ong đỏ, nó ghi nè, if Red Bomb Seed is active, nghĩa là bạn có cái con Crimson Bee cũng có chức năng xin như vậy mà là Red Bomb, thì nó cũng sẽ ứng dụng cho hoa đỏ luôn. Tức là khi các bạn có một cặp ong xanh ong đỏ là các bạn farm giữa hai màu hoa, ba màu hoa với nhau, nó như là một vậy, không có cần phân biệt phải hoa xanh hoa đỏ.
chỉ cần có Kobanbi và Crimsonbi trong cái tổ của mình. Đó là lý do mình khuyên các bạn khi có 500 tích kịch đầu đời nên mua hai con ong đó. Thứ hai mình nói với các bạn là Photonbi hoặc Tapibi. Photonbi á là nó thiên về instant conversion, và đương nhiên khi các bạn mua những con ong bằng tích kịch cũng phải cố gắng để chuyển nó lên cái trạng thái kiếp tịch. Con này nó giúp các bạn đỡ tốn diện tích ba lô này. Khi trạng thái kiếp tịch nó cho mình 5% instant conversion, tức là khi bạn farm như vậy thì phấn hoa các bạn sẽ vô ba lô đúng không? Nhưng mà 5% trong cái lượng pollen đó nó sẽ chuyển hóa trực tiếp thành mật ong luôn, thành honey luôn. Giống mình đang chuyển này, 1 triệu mấy, 1 triệu tư đồ các kiểu ha. Cái beam storm là một cái tuyệt chiêu giúp cho các bạn có thể collect pollen ha. Nhưng mà khi cái beam storm này sử dụng cho con gifted photon bee thì cái beam storm đó khi mà collect pollen á, nó chiếu những cái tia mặt trời xuống, thì những cái tia mặt trời đó, những cái phấn hoa thu hoạch đó nó sẽ chuyển trực tiếp thành mật ong cho mình luôn. Nói tóm lại, con Photon Bee là con ong chuyên về giảm sức chứa ba lô, chuyển hóa trực tiếp phấn hoa các bạn farm thành mật ong. Rồi, con Tapibi là một con ong mèo ha, với tuyệt chiêu cào của nó. Thì cái tuyệt chiêu cào này rất là mạnh nha. Cái tuyệt chiêu cào rất là mạnh nhưng mà chỉ mạnh ở đường dài thôi, khi các bạn đã full được cái token của nó. Đây, maximum nè, Tapibi Love, nghĩa là sức mạnh nó là 1000%, gấp 10 lần. Các bạn cứ farm bình thường thôi, theo thời gian thì nó sẽ sinh ra những cái token tên là Tapibi Love. Và khi các bạn thu nhặt được 1000 cái token, coi như là maximum tuyệt chiêu của nó. Do đó thì càng về sau, và đặc biệt là khi maximum, thì con Tapibi này là một trong những con có sức công phá collect pollen cực kỳ lớn. Rồi mình sẽ đi tới con ong tiếp theo là Festubi ha. Con Festubi này thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái hay ho của con Festubi này á, đó chính là cho mình một cái token Festugift. Tất cả người chơi trong server đều nhận được phần thưởng. Phần thưởng này thì random ha, có thể là tiền, có thể là treat. Lâu lâu may mắn thì có thể cho mình tích kịch. Cho nên chủ yếu sức mạnh của nó là cho chúng ta quà trong một khoảng thời gian từ cái token Festugift. Còn cái Honey Mark thì một vài con ong khác nó cũng có, cho nên nó sẽ không có độc quyền. Con Festubi này thiên về ong đỏ nha, cho nên bạn nào xài tim trắng này, xài tim xanh dương này thì bỏ con này luôn. Rồi cuối cùng là cái con Bubbibi. Con ong này á, nếu các bạn muốn nâng cấp cái tổ ong của mình, cấp độ ong nó lên nhiều, nó lên nhanh thì nên xài Bubbibi. Tại vì nó sẽ có một cái tuyệt chiêu ở dạng kiếp tịch cộng 20% bon, tức là kinh nghiệm các bạn kiếm được khi cho ong của mình nó ăn nó sẽ nhiều hơn. Con này không phải là phế. Đây, con này nó cho mình một cái trái banh vàng vàng mà, thấy không? Nói chung nó sẽ triệu hồi ra một trái banh, mình đùa giỡn với trái banh đó. Khi mình đá trái banh đó, nó lăn tới đâu thì trên đường lăn của nó sẽ thu nhặt pollen tới đó. Nói tóm lại là con Bubbibi này là một con ong thiên về tăng kinh nghiệm để giúp những con ong của mình lên cấp nó nhanh hơn. Còn hai con ong còn lại là Gummibi nè và Visipi thì các bạn khi nào đủ thì cứ lấy ha. Bên server test thì nó có rất nhiều nội dung mới nhưng mà mình sẽ tranh thủ thời gian để đưa tới bạn những video cập nhật. Bên kỳ này là một cái cập nhật siêu lớn. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ một năm. Từ Game Beast Swarm sẽ một năm cập nhật một lần nha. Là một cái cập nhật xong nghỉ nguyên năm luôn, đi chơi nguyên năm luôn các bạn ạ. Rồi thì ngày hôm nay mình kiếm được khoảng tầm gần 2 tỷ tiền, sơ sơ như vậy thôi. Rồi, mong là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.